Với SBTN Go, khán giả khắp nơi trên thế giới có thể xem các chương trình âm nhạc, tin tức, bình luận, giáo dục, giải trí và phim bộ mọi lúc mọi nơi. Hình ảnh HD, âm thanh chất lượng, giá chỉ có 9.99 cho một tháng. Tải app SBTN Go và ghi danh ngay hôm nay để được xem SBTN trên TV, điện thoại, iPad và trên máy tính. SBTN, hệ thống truyền hình được phát hành 24/7 để phục vụ khán giả Việt Nam tại hải ngoại. Tiếp theo đây là những bản tin liên quan đến thế giới và bản tin mở đầu về Anh Quốc buộc tội một người Nga thứ ba trong vụ tấn công bằng chất độc thần kính nhắm vào điệp viên Hai Mang. Kính mời quý vị cùng theo dõi phần chi tiết với Diệu Quyên sau đây. Thưa quý vị, vào hôm thứ Ba, cảnh sát Anh Quốc cho biết một người Nga thứ ba bị buộc tội vắng mặt vì vụ mua sát Novichok năm 2018 nhắm vào cựu điệp viên Hai Mang Sergei Skripal, đồng thời tuyên bố rằng họ hiện nay cũng có thể khẳng định ba nghi can này là đặc vụ tình báo quân đội. Vụ tấn công ông Skripal, người cung cấp bí mật của Nga cho Anh Quốc, gây ra một trong những mâu thuẫn lớn nhất giữa Nga và phương Tây kể từ chiến tranh lạnh, dẫn đến việc trục xuất hàng chục nhà ngoại giao sau khi mà Anh Quốc đổ lỗi cho Mạc Tư Khoa. Nga đã bác bỏ bất kỳ sự liên quan nào và đồng thời tuyên bố rằng các cáo buộc này là hành vi tuyên truyền chống Nga. Ông Skripal và con gái là Yulia được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh, nằm gục trên băng ghế công cộng tại thành phố Salisbury thuộc miền Nam Anh Quốc vào tháng 3 năm 2018. Sau đó thì một phụ nữ cũng đã bị thiệt mạng vì ngộ độc Novichok sau khi mà chồng của bà tìm thấy một chai nước hoa giả mà cảnh sát tin rằng được sử dụng để buôn lậu chất độc vào nước này. Vào tháng 9 năm 2018 thì các công tố viên Anh Quốc buộc tội hai người Nga khi đó được xác định bằng bí danh Alexander Petrov và Ruslan Porisarov với tội âm mưu là sát hại ông Skripal và tội giết người bất thành nhắm vào cô Yulia và nhân viên cảnh sát Nick Bailey. Nước Đức chấn động vì vụ sát hại nhân viên thu ngân sau cuộc tranh chấp về khẩu trang COVID-19, thưa quý vị. Vào ngày hôm thứ Ba, 21 tháng 9, các chính trị gia Đức bày tỏ sự kinh hoàng về vụ sát hại một nhân viên trạm xăng 20 tuổi sau một cuộc tranh cãi về khẩu trang và đồng thời tuyên bố rằng những kẻ phủ nhận coronavirus sẵn sàng sử dụng bạo lực sẽ không được dung thứ. Vụ giết người vào tối ngày hôm thứ Bảy ở thị trấn miền Tây Idar Oberstein trở thành đầu báo trên toàn quốc vì đây là một trong những vụ án duy nhất có liên quan đến các hạn chế COVID-19. Các công tố viên cho biết nhân viên thu ngân cây xăng yêu cầu một người đàn ông 49 tuổi muốn mua bia phải tuân thủ các quy định và đeo khẩu trang. Người khách hàng từ chối và bỏ đi nhưng sau đó đeo khẩu trang quay lại. Ông kéo khẩu trang xuống khi đến gần cô nhân viên thu ngân và nhân viên này lặp lại các quy định. Khi trò chuyện với các phóng viên, công tố viên Kai Fulman cho biết sau đó hung thủ đã rút một khẩu súng lục ổ khế và bắn vào đầu nhân viên thu ngân từ phía trước. Nạn nhân ngã xuống sàn và chết ngay lập tức. Ông Fulman cho biết nghi can sau đó đã tự đầu thú tại đồn cảnh sát và tuyên bố rằng các biện pháp coronavirus khiến cho ông bị căng thẳng. Hiện nghi can đang bị giam giữ. Vụ giết người này diễn ra một tuần trước một cuộc bầu cử liên bang, trong đó đảng AfD cánh hữu cực đoan cố gắng thu hút cử tri bằng một chiến dịch chống phong tỏa và chống vaccine. Đảng này chiếm khoảng 11% trong các cuộc thăm dò, bao gồm nhiều người phủ nhận coronavirus. Quay sang một bản tin từ Miến Điện, bà Aung San Suu Kyi của Miến Điện không bình luận về lời tuyên chiến của chính phủ ngầm chống lại chính quyền quân sự. Vào ngày hôm qua thứ Hai, thưa quý vị, luật sư của nhà lãnh đạo Myanmar bị lật đổ bà Aung San Suu Kyi cho biết là bà không bình luận gì về lời tuyên chiến chống lại chính quyền quân sự của một chính phủ ngầm do các nhà lập pháp từ đảng của bà lãnh đạo. Theo như tin từ AFP, Myanmar rơi vào tình trạng hỗn loạn kể từ khi quân đội lật đổ chính phủ Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ, tức là NLD, của bà Aung San Suu Kyi trong một cuộc đảo chính vào hồi tháng 2, dẫn tới các cuộc biểu tình dân chủ lớn đã kích động một cuộc đàn áp đẫm máu từ chính quyền quân sự. Các nhà lập pháp NLD chiếm phần đa số trong chính phủ thống nhất quốc gia, tức là NUG, là nhóm đang nỗ lực lật đổ chế độ quân sự và tuyên bố một cuộc chiến tranh phòng thủ nhân dân vào đầu tháng này, kêu gọi người dân tấn công các tài sản của quân đội.
Các nhóm chống chính quyền cho biết sau tuyên bố này, thì các cuộc đụng độ giữa lực lượng phòng vệ nhân dân và quân đội địa phương gia tăng, và có hơn một chục tháp truyền thông thuộc sở hữu của quân đội bị tấn công. Luật sư Kim Myung-jo cho biết, bà Aung San Suu Kyi không bình luận gì khi mà được các luật sư hỏi về việc NUG tuyên chiến, và sẽ chỉ bình luận sau khi mà thảo luận với những người khác trong ban lãnh đạo của NLD. Bất bạo động là nguyên tắc cốt lõi của bà Aung San Suu Kyi và là một đặc điểm nổi bật của phong trào dân chủ mà bà lãnh đạo chống lại chính quyền quân sự nhiều thập niên trước đây. Nông sản Trung Cộng được tăng cường nhập cảng về Việt Nam trong khi hàng nội địa tràn ngập không được bán, thưa quý vị. Theo như báo Thanh Niên ngày 21 tháng 9 2021 loan tin, trong khi rất nhiều nông sản như là rau củ, trái cây của nông dân Việt Nam đang ế ẩm, không bán được thì những mặt hàng này của Trung Cộng lại được ồ ạt nhập vào Việt Nam với khối lượng lớn. Ông Đàm Văn Đua, Chủ tịch Hợp tác xã Dịch vụ Tổng hợp Đông Cao, một vựa rau lớn nhất huyện Mê Linh, Hà Nội cho biết, việc rau củ, trái cây của Trung Cộng được nhập nhiều vào Việt Nam đã khiến cho giá bán của nông sản nội địa giảm, như giá mỗi kg củ cải vụ trước là từ 8.000 đồng đến 13.000 đồng, nhưng nay chỉ còn 5.000 đồng cho đến 6.000 đồng một kg. Ông Nguyễn Văn Hồng, một tiểu thương tại chợ đầu mối Mê Linh cho biết, nếu như năm trước rau củ và trái cây từ Lâm Đồng và các tỉnh miền Nam được chuyển ra miền Bắc rất nhiều, thì năm nay do nhà cầm quyền chống dịch COVID-19 nên lượng hàng chuyển ra miền Bắc chỉ còn rất ít. Nhiều tiểu thương không mua được hàng trong nước nên phải chuyển qua mua hàng ở Trung Cộng. Theo như ông Hồng, hiện tại nông sản của Trung Cộng chiếm 70% trong các quầy hàng, còn hàng Việt Nam chỉ còn có 30%. Dưới kiện thống kê tại cửa hàng qua đường bộ quốc tế số 2 Kim Thành, tỉnh Lào Cai, chỉ trong ngày 14 tháng 9 đã có đến hơn 350 xe chở rau và củ của Trung Cộng với số lượng khoảng 3.200 tấn đưa vào Việt Nam, trong khi lượng rau và củ Việt Nam xuất sang Trung Cộng chưa đến 200 tấn. Và những hình ảnh trong video cho rằng nhân viên y tế cưỡng chế tiêm ngừa một phụ nữ ở Trung Cộng trên mạng xã hội Twitter là một việc sai sự thật. Thưa quý vị, một đoạn phim cũng đang được chia sẻ nhanh chóng với hàng chục ngàn lượt xem trên Twitter cho rằng các nhân viên y tế đang cố gắng bắt một phụ nữ tiêm ngừa ở Trung Cộng. Tuy nhiên thì thông tin bài đăng trên là sai sự thật. Thật ra đây chỉ là một đoạn video đã được lan truyền trong các bài phóng sự đưa tin về việc các nhân viên y tế tiếp cận một người phụ nữ đã từ chối đi cách ly ở Việt Nam. Đoạn phim có logo của tỉnh Nghệ An thuộc miền Trung, Việt Nam ở góc trên cùng bên phải, đã ghi lại cảnh một phụ nữ trong tình trạng bán khỏa thân đang bị vây quanh bởi một nhóm người mặc quần áo bảo hộ. Nội dung của dòng tweet đã được viết bằng tiếng Trung giản thể, một đoạn trong bài viết được tạm dịch. Nếu bạn không sẵn sàng chấp nhận sự nồng nhiệt của đảng, đảng có thể đập tan cửa nát nhà cũng đã khiến cho bạn phải chấp nhận sự nồng nhiệt này. Trước đó thì AFP đưa tin rằng Trung Cộng đe dọa cấm những người trưởng thành chưa tiêm vaccine đến trường học và bệnh viện. Kết quả tìm kiếm từ thành công cụ của Google cũng đã tìm thấy phiên bản video với thời lượng dài hơn được báo Nghệ An đăng tải trên YouTube vào ngày 29 tháng 8 năm 2021. Sự việc cũng đã được báo Nhà nước Việt Nam Tuổi Trẻ đưa tin vào ngày 31 tháng 8 năm 2021. Đồng thời, Đài Á Châu Tự Do cũng tường thuật lại bản tin này vào ngày 2 tháng 9 năm 2021 với phần bản quyền video thuộc về báo Nghệ An. Một lần nữa chúng tôi sẽ được phép tạm ngưng phần tin tức sau một vài thông tin thương mại. Chúng tôi sẽ trở lại để gửi tới quý vị phần bình luận của bản tin tức của Đài Truyền hình SBTN.